Xin chào quý anh chị, xin chào các bạn. Tôi là Trịnh Văn Hà, là kiến trúc sư, cũng là tổng giám đốc công ty kiến trúc nội thất Châu Panama. Thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với quý vị, anh chị và các bạn một cái căn biệt thự ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Căn biệt thự này thì nằm trong một cái khu đô thị mới cũng rất đẹp của thành phố Thái Nguyên. Căn biệt thự này là của một anh chị cũng rất thân thương. Thì sau khi tìm hiểu rất nhiều các đơn vị trên truyền thông thì anh cũng có biết về công ty Panama, và anh rất là thích cái cách tư vấn của tôi và cách xây dựng phương án của công ty. Anh cũng đã xem các cái công trình như nhà Cô Tâm này ở Ninh Bình, đây là một công trình cũng tương đối nhiều gỗ và anh cũng rất thích nhiều gỗ như thế. Và đặc biệt nhất là anh xem tất cả các tập của nhà anh chị Vĩ Huyền, lâu đài Vĩ Huyền ở dưới Hải Phòng. Anh rất thích nhất cái căn của nhà anh chị Vĩ Huyền. Sau đó thì anh lên công ty của chúng tôi là vào năm 2021. Lúc đó thì vừa hết dịch, nhưng mà việc đi lại cũng tương đối khó khăn. Anh cũng là đến năm 2022 thì anh sẽ được tuổi xây, nên anh quyết tâm là phải lên chúng tôi. Khi lên nhà máy chúng tôi ấy, tôi tiếp anh ở trên nhà máy thì tôi đã đưa anh đi tham quan hết nhà xưởng, quy trình sản xuất và sản phẩm. Thì lúc đó thì anh càng mến mộ chúng tôi nhiều hơn. Khi qua tìm hiểu thì anh cũng bảo với chúng tôi là anh cũng đã xem rất nhiều các đơn vị rồi, thì anh thấy Panama là một đơn vị rất uy tín và có hệ quy trình rất tốt, sản phẩm rất đẹp và có cái tư duy thiết kế rất hay. Tôi cũng có hỏi anh là phần kiến trúc thì anh đã lên phương án chưa. Anh chị bảo là cũng có một người bạn thân cũng là giới thiệu công ty cũng uy tín là công ty kiến trúc Apollo Việt. Thì tôi cũng có bảo với anh chị là như này: anh chị cứ lên phương án công năng kiến trúc đơn vị đó đi, sau đó khi lên xong gửi lại cho tôi xem để tôi có thể là phân tích và điều chỉnh cho nó hợp lý, phù hợp với cả cái khuôn đất xây dựng và tổng thể khu đất của nhà anh ấy. Sau một thời gian nghiên cứu kỹ cái bản vẽ và lắng nghe ý kiến của anh chị khách hàng, chúng tôi cũng đưa ra một cái phương án thiết kế công năng chuẩn cho công trình. Thì mời các bạn xem phương án công năng chúng tôi đưa ra như thế nào. Như các bạn đã thấy, khi đi vào đại sảnh là một cái sảnh đón, bên phải sẽ là một phòng khách dài như thế này, nó rơi vào 6-70 m². Đấy, như các bạn đã thấy, kê được một cái bar và 6 kê đơn như những gì mà chúng tôi đang bố trí trên mặt bằng. Bên trái chính là phòng ăn, một phòng ăn, một bàn ăn 12 ghế và một phòng bếp. Phòng bếp nấu thì có bàn đạp cũng rất rộng thoáng. Đi qua mỗi không gian là những cái vòm bức lệ mà như chúng tôi đã làm rất nhiều tại các cái tòa biệt thự và lâu đài. Tiếp theo đi xuống hai bậc chính là khu bếp phụ. Bếp phụ tôi đưa ra sát với cả hàng rào ở đằng sau, để sau này khi mà nấu nướng nó thoát khí nó rất tốt và tiện lợi vấn đề nước nôi. Đấy, như các bạn đã thấy, bếp phụ có chỗ rửa ở trong này. Tiếp theo, chính diện nó là một cái WC chung cho toàn bộ phòng khách, phòng ăn và một cái phòng ngủ giúp việc. Đây, như các bạn đã thấy, phòng ngủ giúp việc này ở vị trí này nó rất hợp lý. Đấy, giúp việc người ta là tiện dụng về vấn đề bếp núc nên để phòng ngủ giúp việc ở đây là hoàn toàn hợp lý so với cái nhà này. Khi lên tầng 2 sẽ là một phòng sinh hoạt chung, cũng rộng tương đương với phòng sinh hoạt chung cũ. Thứ nhất là phòng ngủ master, toàn bộ khi vào là chính diện đây là cái vị trí đặt giường ngủ, cái hướng giường rất hợp với tuổi của anh Trung. Và đi vào một cửa nách
là phòng thay đồ và phòng tắm. Đấy, như các bạn đã thấy tôi chia phòng tắm ra có cả bồn tắm, tắm đứng và tiểu nam và xí và lavabo. Còn bên phòng ngủ, trước đây là phòng ngủ này 13m², chúng tôi đã lân toàn bộ ra thêm một tầng nữa ở cái khu khối phụ này, có một phòng thay đồ và phòng vệ sinh, có cả bàn phấn. Đây, như các bạn đã thấy, phòng ngủ này cũng rơi vào khoảng hơn 30 đến 40 mét vuông. Đây là phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 cũng vậy. Chúng tôi đã lân ra và làm cho cái phòng này nó hợp lý hơn và tốt hơn rất nhiều về vấn đề công năng. Đây hệ tủ áo nha. Giường ngủ, kệ tivi, bên trong là bàn phấn nhỏ và có WC riêng. Tầng 3 chúng tôi bố trí là cái sảnh. Cái sảnh này nó rất là đẹp. Trên cái sảnh nó là một cái khối vòm chính của ngôi nhà. Tiếp theo là phòng thờ. Phòng thờ chúng tôi đã quy hoạch rất rộng. Cả phòng thờ này là 40m² và có cái chóp như tụi tôi vừa nói, đó là cái vòm chóp nhỏ cũng rất đẹp. Bên trái chính là phòng ngủ và một phòng giặt. Trên phòng giặt này chính là cái vòm chóp mà như tôi cũng đã vừa trao đổi. Chúng tôi đã bố trí máy giặt, máy sấy và một cái lavabo. Đấy, đó là hết 3 tầng của ngôi nhà. Tiếp theo thì tôi cũng chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái phương án 3D chốt cuối cùng của nhà anh Trung. Như các bạn đã thấy, đây là cái view mà nhìn ra chỗ cửa đại hội, từ cầu thang nhìn ra cửa đại hội. Chúng tôi cũng là phương án gỗ quý tộc. Cái phương án nhà này cao, chúng tôi đã tôn đế lên, tạo những cái vòm nó đặc sắc hơn, nó mềm dẻo hơn. Đặc biệt nữa là trần, chúng tôi vẫn sử dụng trần trắng kết hợp với cả composite. Nguyên tắc của Panama từ xưa đến nay, chúng tôi làm không phụ thuộc vào bất cứ những vật liệu có sẵn. Chúng tôi tạo ra những cái đường nét, những cái hoa lá, những cái tỷ lệ mà chỉ có Panama mới có, và sau đó chúng tôi đúc ra hoặc là chúng tôi cho thợ đục chạm ở dưới nhà máy, chúng tôi mang lên gắn thì chúng sẽ tạo ra được những tác phẩm đẹp như thế này. Phào lòng máng rất to, rơi vào khoảng 50-60 phân, chúng tôi làm bằng gỗ hết, tất cả đục chạm bằng gỗ. Phào lòng máng này, đây là góc view từ phòng ăn nhìn sang phòng khách qua cái không gian vòm ước lệ, nó rất là mềm mại. Đây là góc view nhìn thẳng vào phần thang máy. Tiếp theo, phòng khách. Đây là phòng khách của nhà anh chị. Chúng ta đồng phòng khách trải dài như này, rơi vào khoảng 6-70m². Đấy, trải dài. Kê được một ghế 3 và 6 ghế đơn. Một cái vách tivi rất đẹp, như các bạn đã nhìn thấy. Qua hai phòng khách này thì có hai không gian vòm, một vòm to và một vòm nhỏ. Và đây là một cái hệ cửa phụ của ngôi nhà. Cửa này rất ít mở nên kê ghế cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Khi gia đình có một cái dịp gì đó vào những ngày đẹp trời thì gia đình mới mở cái cửa này thôi. Và đây cũng là chúng tôi cũng tạo những hệ cột và điểm nhấn rất lớn. Đặc biệt nữa là cái ngôi nhà này cũng có nu khảm ốc ngọc trai ở trên tường, giống như nhà anh Thắng ở trên Vĩnh Phúc mà chúng tôi vừa hoàn thiện xong. Công trình nhà anh Thắng cũng là một công trình cũng rất nhiều cảm xúc, cũng rất đẹp, cũng rất đặc biệt. Nếu các bạn đã xem kênh YouTube Nội thất châu Âu Panama, đã xem các công trình của chúng tôi ở trên YouTube thì các bạn sẽ thấy được là công trình nhà anh Thắng, chị Thủy ở Vĩnh Phúc là một công trình rất đẳng cấp mà chúng tôi vừa hoàn thiện cách đây được khoảng hơn 1 tháng. Đây là một góc view mà nhìn thẳng chính diện vào cái vách tivi. Chúng tôi tạo một điểm nhấn, đó là viên đá xuyên sáng, đá onyx, để có độ chuyển và tạo một cái điểm nhấn lớn ở trên cái vách tivi này. Hai bên là hai hệ cột, một cột vuông, một cột tròn.
đỡ toàn bộ cái hệ vòm này, rất cảm xúc. Hệ thống sàn đá thì chúng tôi cũng đã vừa nghiên cứu hệ thống sàn đá mới, đưa vào hoa lá nó cầu kỳ hơn và nó có cái những cái đá ngọc, đá xanh, đá đỏ ruby rất đẹp nha các bạn nha. Như các bạn đã thấy, đây cũng là công trình đầu tiên mà chúng tôi đưa rất là nhiều những cái đường nét, cái tư tưởng mới. Tại vì đây là dù sao nó cũng là cái thiết kế của năm 2023 của chúng tôi. Còn đây là góc view, chúng ta nhìn lại ra mặt tiền, nhìn từ cái vách TV xa. Góc view nào cũng cho chúng ta rất nhiều cái cảm xúc về tổng không gian, trần tường, sàn. Và toàn bộ đồ chúng tôi cũng phối nó màu rất nhã nhặn. Như các bạn đã thấy, màu của da nó sẽ đi liền với màu của nu khảm ngọc trai trên tường như này. Nó tạo thành một không gian nó có độ chuyển và nó có các vật liệu nó có đồng bộ với nhau. Còn đây là góc view từ trên cao phòng khách nhìn xuống. Tiếp theo là phòng ăn. Phòng ăn này thì bao gồm một cái bàn ăn ở chính giữa, kệ tivi ở chính tâm của toàn bộ trần và hệ cửa. Đặc biệt nữa là cái bên phải, như các bạn đã nhìn thấy, đây là một cái hệ tủ rượu cũng rất đặc biệt. Tại sao tôi nói đặc biệt? Vì tôi đã đưa cả công nghệ vào đây. Công nghệ là gì? Chúng tôi đã đưa hệ thống nhạc nhảy vào trong chính diện của cái hệ tủ rượu này. Nhạc nhảy có nghĩa là gì? Khi mà các bạn tạo cảnh, ví dụ Tết, ngày Tết sẽ có những cái cảnh mà cây thông Noel hoặc là đào Tết hoặc là những cái bài hát Happy New Year. Hai bên tủ rượu là hai nơi để các bình rượu ngâm, rượu vang hoặc là rượu tây. Đây, như các bạn đã thấy. Và bên trong là không gian bếp. Bếp này là bếp khoe các bạn nhé. Đây là một góc view nhìn thẳng vào khu bếp. Khoe được cả bếp, khoe được cả không gian rất trường nhà, các bạn nhìn thấy. Tại vì nhà này nó có chiều cao. Cũng rất ít ngôi nhà mà có chiều cao như nhà anh Trung này. Tại vì tôi đã can thiệp và lên phương án ngay từ đầu cùng với anh Trung và đơn vị thiết kế kiến trúc, thì ngôi nhà nó mới cao được như này. Chúng tôi cũng khuyên các bạn, khi các bạn xây nhà, các bạn nên tư vấn và nên góp ý với cả bên thiết kế kiến trúc là nâng chiều cao của tầng 1 lên ít nhất là khoảng 4,5 m, không thì nâng lên 4,8 m, nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Sau này về tư tưởng, về thiết kế, cho đến sau này về đi hệ thống điều hòa, hệ thống điện thông minh trên trần sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề gì về chiều cao. Các bạn lưu ý vấn đề này. Vấn đề này là vấn đề sống còn của một căn biệt thự kiểu cổ điển như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi lên tầng 2, 3D tầng 2. Thứ nhất là chúng ta đi xem 3D phòng sinh hoạt chung gồm những cái gì. Phòng sinh hoạt chung thì tôi đã bố trí rất khéo léo là một ghế ba, một ghế đơn và một cái chúng tôi gọi là một cái ben. Cái ben ở chỗ gần sát cửa sổ này để không bị chắn về cái hướng cái cửa đi này, không bị chắn cái cửa ra ban công. Hệ kệ tivi phòng khách, phòng sinh hoạt chung. Còn đây là góc view mà từ phòng sinh hoạt chung nhìn ra chỗ cầu thang và ốp thang máy. Thì đối diện ở đây thì bên cạnh nó thì chúng tôi tạo một cái điểm nhấn nó bằng đá mosaic rất đẹp. Khi từ phòng ngủ mở ra thì sẽ nhìn thấy bức đá này cũng rất cảm xúc nha các bạn nhé. Tại vì nguyên tắc của tôi thiết kế là luôn luôn là tạo ra những cái một những cái điểm nhấn nó rất cảm xúc trong một cái phòng đó. Tiếp theo là phòng ngủ và phòng thay đồ master. Đây là 3D. Như các bạn đã thấy đây, cửa vào chính diện là ốp vách của giường ngủ. Đây, bên này là đi vào phòng tắm và đi vào phòng thay đồ. Chúng tôi cũng tạo
cái hệ đối xứng sang, tạo một cái vòm hệ đối xứng sang phòng như này để cho phòng nó có hệ đối xứng thì rất đẹp. Tại vì kiến trúc cổ điển với tân cổ điển nó là hệ đối xứng. Đây là hai cái ghế mà ngồi thư thái uống trà, các bạn đã thấy. Đây là góc view thì nhìn thẳng ra cái ban công ở chỗ hai cái ghế ngồi uống trà. Đây, thưa các bạn, chúng tôi đã tạo ra một cái điểm nhấn đây rất mạnh. Đây là cái cửa ra một cái ban công mà chỗ mặt tiền. Thì chúng tôi đã tạo ra hai cái tủ để túi, bởi vì chị có những cái túi rất giá trị, hàng trăm triệu. Những cái túi đó thì khi mà ngủ dậy, chị nhìn được những cái túi mà chị rất thích thì một ngày làm việc của chị sẽ rất tốt. Đây là tủ để túi. Chúng tôi tạo ra một cái hệ tủ với cả hệ vòm vách liên hoàn, tạo một điểm nhấn rất mạnh ở đây để đối xứng với điểm nhấn của giường ngủ như các bạn đã nhìn thấy. Còn đây là góc view của lối đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ gồm hệ tủ thay đồ, trên là khảm nu ghép ngọc trai bảo ngư như các bạn đã thấy. Và chính diện chỗ này chúng tôi đã bố trí một cái bàn phấn rất hài hòa hợp lý. Trong góc này thì chúng tôi đã trích ra, tại vì sau này vì cái bàn phấn ở đây sẽ không mở được cửa, chúng tôi đã trích ra các cái ngăn này để sau này chị để những cái nước hoa hoặc là những cái lọ, chai lọ về dưỡng mặt tay chân của chị, hoặc là những cái ảnh nhỏ lưu niệm của chị chụp ở một cái không gian nào đó đẹp thì chị để đây. Đấy, rất cảm xúc các bạn ạ. Đây là góc view vào chính diện chỗ bàn phấn. Tiếp theo là một phòng ngủ 1. Đây là phòng ngủ mà tôi của con trai của anh chị, chúng tôi không làm cầu kỳ vì cháu năm nay cũng khoảng 18 đôi mươi, cũng trẻ tuổi. Thì đây là phong cách mà tôi hơi hướng là nhẹ nhàng, nó hợp với phong cách của các đồng chí trắng xám, vì tuổi trẻ rất thích những cái trắng xám như thế này. Đặc biệt nữa là những cái đấu, tôi lấy những cái đấu nó khỏe khoắn chứ không làm hoa lá nhiều. Hoa lá thì nó thiên về kiểu classic. Chúng tôi tạo ra một toàn bộ một cái kệ tivi kết hợp với tủ và bàn làm việc thành một khối. Như các bạn đã thấy, nó rất hài hòa hợp lý mà nó đầy đủ những tất cả những cái chức năng cần thiết nhất của một cái hệ vách tủ bàn làm việc. Tiếp theo, đi qua một không gian vòm ước lệ. Cái vòm này nó cũng rất là cảm xúc các bạn nhé. Thì là một phòng thay đồ gồm hệ tủ áo và bàn phấn. Đây là cái view mà cận cảnh nhất. Hệ tủ áo cũng trắng sáng, nó sẽ toàn bộ đồng màu với cả bên ngoài, nó tạo ra một cái khối nó rất hài hòa hợp lý. Nó cùng một bộ sưu tập. Đây là bộ sưu tập Diamond của công ty chúng tôi. Cái bộ sưu tập Diamond này cũng rất là được nhiều các anh chị thích đưa vào phòng ngủ con, phòng ngủ con trai của gia đình. Ví dụ anh Thắng, chị Thủy cũng đưa cái bộ Diamond này vào phòng ngủ con trai ở dưới tầng 1 của tòa lâu đài ở Vĩnh Phúc. Tiếp theo phòng ngủ 2. Phòng ngủ 2 thì tôi cũng ra cái đề bài cho anh chị là sẽ một không gian ốp gỗ như này. Ốp gỗ nhưng mà diện tường sẽ làm nhẹ nhàng hơn, sẽ làm phào PU rác vàng ở tường và dưới gian tường. Thì tại sao tôi muốn cái phòng này nó sẽ như này? Thì tôi cũng phân tích với anh chị là cái phòng này ấy, khi cháu lớn và có vợ con thì con người sẽ thay đổi tư duy và thay đổi về cái sở thích. Thì khi bạn đấy sẽ thích không gian mà nó cứng cáp và nó kiểu gỗ quý tộc ấm áp như này, thì các bạn sẽ chuyển sang phòng này bạn ở. Thì đẩy cái phòng kia, cái phòng như vừa rồi, phòng ngủ 1 ấy,
thành phòng ngủ con, là có nghĩa là phòng ngủ cháu của anh Trung sau này. Thì anh chị hoàn toàn đồng ý về cái tư duy mà tôi đưa ra cho anh chị, hoàn toàn nhất trí. Và phòng ngủ này chúng tôi đã đưa bộ sưu tập đồ, là bộ sưu tập flower. Bộ sưu tập này chúng tôi cũng đã làm cũng tương đối nhiều công trình, đặc biệt nhất là nhà anh chị Vĩ Huyền cũng đã đưa bộ sưu tập này vào, và nhà chú Sơn ở Thanh Hóa. Nếu các bạn đã xem những cái công trình của Panama trên YouTube, các bạn đã thấy đây là góc view mà nhìn vào hệ tủ và bàn làm việc mà như mặt bằng chúng tôi đã thể hiện. Còn đây là góc view nhìn vào cái vách TV và cái cửa ra vào, cửa thông phòng này, gọi là cửa thông phòng. Đây, góc này là góc sẽ nhìn rõ nhất về cái hệ tủ. Hệ tủ này là 6 cánh, 3 cánh dành cho vợ, 3 cánh dành cho chồng. Còn trên này là để đổ trái mùa, đấy là miền Bắc là có 4 mùa, nên để những cái đồ chăn màn áo mùa đông chúng ta để trên này, và một hệ bàn làm việc. Tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên tầng 3, là tầng cuối cùng của công trình. Đầu tiên tôi phải nói đến phòng thờ. Thực ra đây là phòng thờ mà tôi rất là ấn tượng. Phòng thờ này tôi cũng đã làm mấy cái phòng thờ kiểu như này rồi, đặc biệt là cái nhà anh Trung, phòng thờ nhà anh Trung Đông Anh thì cũng to hơn phòng thờ này một chút, cũng bề thế, cũng rất bề thế. Đấy, như các bạn đã thấy, các phòng thờ này chúng tôi đã làm cũng rất nhiều phòng thờ kiểu như này rồi. Rồi, trên YouTube chúng tôi hoặc là trên fanpage Facebook của công ty chúng tôi đã đăng rất nhiều phòng thờ như này lên. Đặc biệt phòng thờ này là có cái vòm, có cái vòm nhỏ, nó là một cái tạo ra cái điểm nhấn đồ hút của phòng thờ rất lớn. Đây, đây góc view này các bạn nhìn thấy rõ hơn này. Phòng thờ rất chiều phòng thờ. Trong phòng thờ này thì có ban thờ gia tiên, là đúng hướng với cả hướng mà đẹp của tuổi của anh. Và có một cái bàn thờ Phật tôi để ở vị trí này. Chúng tôi cũng nhấn nhá cũng rất là trang trọng. Nguyên tắc của phòng thờ và điểm nhấn chính nhấn phụ thì đây là điểm nhấn chính. Chúng tôi tạo ra những cái điểm nhấn rất mạnh, gờ phào cho đến câu đối cuốn thư, cho đến những cái họa tiết hoa văn thiên về phòng thờ rất mạnh ở đây. Hai bên hai lọ lục bình và có đôi câu đối cuốn thư ở trên, hai con hạc hai đầu này cũng rất đẹp. Đây là bàn thờ Phật. Các bạn lưu ý nhé, bàn thờ Phật luôn luôn phải cao hơn bàn thờ gia tiên. Đây các bạn nhìn thấy, Phật phải luôn ở cao hơn bàn thờ gia tiên. Và có hai cái ghế ngồi thư giãn như này. Đây là hai cái ghế. Khi thắp hương xong chúng ta có thể ngồi ở vị trí này, hoặc là khi mà hầu như các nhà ấy đều là đầu năm xin lộc cuối năm tạ thì chúng ta ngồi thảm, khi nào mà mệt hoặc là khi nào mà để thoải mái thì chúng ta ngồi lên trên bàn uống nước. Tại vì khi lễ cũng mất vài tiếng đồng hồ. Đây là góc view chúng ta nhìn ra cái chỗ ban công ở trên tầng 3. Các bạn đã thấy đây góc view nhìn lên kia vòm chóp nhỏ rất đẹp, nhỏ nhưng mà chúng tôi đã tạo ra những cái tinh hoa, những cái rất đẹp. Còn đây là phòng tập gym, cái sảnh mà phòng tập gym chúng tôi tạo hệ đối xứng, chính là cái thang máy chính tâm, hai bên là hai cái vòm lối lên của cổng thang. Đây, cái vòm rất đẹp nha, cảm xúc nha các bạn nha. Cái vòm này cao rơi vào khoảng gần 10 mét các bạn nha, từ vị trí này lên là cao gần 10 mét. Đây là phòng tập chính diện, từ view từ cầu, từ thang máy nhìn ra. Hai bên hai chúng tôi tạo hai cái hệ tủ, bởi vì đây là cái vòm cong, chúng tôi tạo ra hai cái hệ tủ này nó rất hợp lý. Thưa các bạn, đó là toàn bộ cái về cái câu chuyện cũng như cái
công năng kiến trúc và 3D nội thất của nhà anh Trung Thái Nguyên. Để mà theo dõi tập 2 của công trình này, tôi mời quý vị anh chị và các bạn vào kênh Nội thất Châu Panama để theo dõi tiếp tập 2 của công trình. Xin chào và hẹn gặp lại.